thính giả. Năm Canh Thìn 1940, chiến tranh thế giới đã nổ bùng, lòng người đang hoang mang về việc chết sống trước mặt. Vậy mà nền kinh tế kiệt quệ, nông nghiệp bị băng hoại, bởi ruộng đồng phần lớn bỏ hoang, người dân đói khát, rách rưới đầy nơi. Đức Thầy viết bài khuyên người vào lòng phước thiện sau đây để kích thích những người thiện tính giàu có từ xa đến viếng thăm và nghe pháp nơi Ngài. Bài có hai lối văn, phần đầu văn lục bát và phần sau là thất ngôn tứ cứu. Hành y các lời chỉ giáo trong đây, hành giả sẽ đạt thành được hạnh bố thí ba la mật đa. Vậy kính mời quý vị đồng thưởng thức. Chương trình diễn ngâm thi văn sẽ do các độc giảng viên thực hiện như sau. Nguyễn Thị Phương. Gầm trong thiên hạ nhiều nhà thiếu cơ, Phan Văn Tùng. Hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân. Nguyễn Thị Phiến. Cả kêu bốn đạo ai là thiệt tu. Bùi Văn Năm. Nên ta thương hết dầu cười hay khen. Thành Kính diễn ngâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Mắt nhìn kỹ mau vừa qua, gầm trong thiên hạ nhiều nhà thiếu cơ. Ruộng đồng chẳng có ai ra rơm, trâu bò ngóng cổ nhà nông hiếu lòng. Canh Thìn bước tới thiệt rồng, trông cho mùa khác ruộng đồng ra sao. Nhà nghèo già tờ như bao, vợ đau con yêu phương nào cho ăn. Cả mấy ông điền chủ cứu nàng mới qua. Làng gần chí những tình xa, lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau. Ngày nay tốt phước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào một khi. Cậu cô chú ơi bác cùng gì khắp nơi, thầy chú một khi hảo lòng. Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền chẳng sờn, tỏ lời khuyên nghi khích tờ đần ba nhan. Ông nào lòng dạ hải hà, đồng tình bác ấy ra mà làm điên. Giúp người đói khó nhu mì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Bà nào quá buồn tài, tiền nhiều đất rộng cỏ bay múc đồng. Cơn này bố thí cho xong, để kia nhắm mi mắt bên chồng dành chia. Ông ban các chợ sắm hia, tìm hàng thánh màu nhờ dân ruộng vườn. Ngày nay thất bát khá thương, tiền nông chẳng có cơm đường cho qua. Mắt nhìn lòng ruột rà, cả kêu bốn đạo ai là thiệt tu. Muốn cho rắn đặng quá cù, xả thân làm phước diêm phù vượt qua. Giữ bo đến lúc phong ba, gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Phong trần ai cũng phong trần, được sang nhờ của người bằng góp thâu. Thấy đời lao lý mà rầu, giúp cho chúng nó ngõ hầu làm ơn. Xin quên mấy lúc giận hờn, ra tay tế độ nghe đờn Tây Quy. Xây dần trời đất tiếc thì, hết cơn bí cực tới kỳ thời lai. Cổ kim nghiêm lúc nàng tay, hưng dòng suy thành bằng nay lẽ thường. Lưng rồng nàng ắt phải dương, muốn qua chuông khổ tìm đường vòng lai. Ngày kia được trở gót hài, về nơi tiên cảnh ngàn ngày đẹp tươi. Giàu sang nghèo khó cùng người, nên ta thương hết dầu cười hay khen. Lòng nhân sinh khá tập rèn, thạch sùng dương khải sách đèn ai ưa. Thánh hiền rồi tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện người ưa kính thờ. Chết rồi bỏ của bơ vơ, chỉ bằng làm phải chuyện thơ ghi đời. Xác phàm có mấy lầm hơi, hồi dài có một mà lời đổi ba. Của dư cho mượn mới là hảo tâm bố thí ngọc tòa được lên. Chế nghèo giao đó nghĩ đâu bền, chi bằng bố đức lập nền từ bi. Con hiền nghe lời thầy dạy kịp thì bớ dân. Dòm xem kẻ khó tạo tầng, rộng tâm sáng sức dắt lần với nhau. Nghèo thời cũng ráng cháo ra, chớ đừng gian xảo ngày sau thanh nhàn. Bằng cung cũng sớm liều toan, giữ tâm ngay thảo xóm làng. Mộ khang thần tánh nơi cần chiêu, khỏi cơn hoạn nạn Lam Kiều được lên. Ít nay giữ đặng chí bền, tu theo nước bèn thả trôi. Tuy xa mà tới mấy hồi, đất còn lỡ thét phải bồi tự nhiên. Thảm thương cho kẻ tá điền, gặp cơn lúa ngập của tiền ráo tay. Nó chiều rồi lại đối mai, giá bần trí đoạn đắng cay nhiều bề. lo tròn cha mẹ như thế, nhằm năm lưng túc não nề tâm trung. Khá thương những kẻ bần cùng, tâm lành giữ của hãy dùng vào đây. Sốt sốt nhà sao một viên nồi, ông chồng quần áo rách lối thôi. Bầy con ngơ ngác đòi xới bường, lỗ nhỏ dành nhau lấn chỗ ngồi. Khu đùa mèo múng ngờ chú thao, muộn rơi cho dền tưởng cho mồi. Lầm than đôi khó gì tay ách, hỡi kẻ sáng vào cứu nạn trôi. Nạn trôi lúa ngập đói còn xa, điện chỗ mau mau tận mà tế độ dân nghèo trong lúc tung. Giúp giùm kẻ rồi buổi vừa qua, có ăn dư huệ nhờ thân nó, nghèo khổ bần phu thảm dữ Nếu đã xả thân tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca. Tỏ lời nhắn nhủ khắp đâu đâu, vạn vật từ nay luôn thẳm sâu. Áo não thương đời đã đói khổ, ô buồn trăm họ vẽ dài câu. Nam Mô A Di Đà Phật.